Hello, xin chào tất cả các bạn đã trở lại kênh challenge của mình không? Hôm nay mình xin giới thiệu là hôm nay có đại gia đây. Ôi, ăn mừng ba mươi cá súc. Ăn mừng muộn cho anh em. Hôm nay giờ lạnh thì mình có 13 độ, lạnh quá. Nên đi ăn đúng không? Thành em đưa đi ăn lẩu vui rồi. Đã, thành em mình có 3 người thôi nhỉ? Có 3 người. Ôi anh em chờ đợi clip xong nha. Clip tiếp tục nha. Đợi em bye bye. Rồi gọi đi. Coca ấy. Ba Coca. Hôm em điên ở Go ghi cái quán ở trường mình ấy 300 người. Đây không nhỏ. Nhưng mà 300 người ăn điểm ra phải ăn bò luôn. Đây rồi ạ. Đến nơi rồi. Gọi đồ. Mày ấy đặt đầu đúng không? Mấy phút? Hơn 1 phút. Lạnh quá rồi ạ. Bê đủ máu, hay gọi cả, bây giờ ăn một combo cả lớn cả lòng, có 179.000 thôi. Thế gọi ba đứa rồi bao tiền? Ba cũng phải. Hết cái này hết thì gọi luôn chị. Bánh chuột, có bánh chuột, gà thịt, gà hầu, gà khoai tây. Chất rượu mà, rượu đấy. Chất cái đáy em này. Đấy. Chúng bốc này. Đây, mình giới thiệu là đây, chi phát. Mình vừa mua ở bên Nhật Bản này. Giá 1 triệu. Chất chi phát cho anh em mua. À, chị bắt có mọt nha. Đấy không? Ai lớn rồi? Cô bê nhân mà biết cái gì? Đứng hầu à? Thì bà cứ lổ chết. Cái gì? Đâu? Salad. Ngon mà, cái đấy ngon mà. Không em biết nhưng mà thịt nó thịt nhiều cắt này, ba người đấy à? Không, có mô mà. Tao tưởng một cái đĩa này gì đó. Đây có cái bạch tuộc này. Rất là
Vì vậy mà cái gì bạn làm có bữa à? Không nhớ được gì ông nghịch mẹ ơi vợ vợ không khói mà vẫn có khói nhưng mà khói ít, ở trong cao không nhìn thấy khói nhá, ở ngoài nhìn thấy khói thôi. Bú bát trời. Nghe cái bát thì hết hơi rồi cả. Con vợ hãy test thử ý. Ăn tải được. Được. Cái đấy phải chấm cái muối ớt kia mới ngon nhá. Ủa con vợ ô bên là đi không cháy hết rồi. Thịt đi. Điệu. Chưa ăn miếng mấy tuổi cái ốm. Mà chưa ăn miếng đi xem nào. Dạ. Ăn miếng đi. Gì? Cái gì vậy? Gừng đâu mà gừng, kim chi vậy? Bên này này, ăn bên này này. Kim chi đây. Ui, ăn cái đấy, anh sợ cái đấy lắm. Đấy mùi tạt chứ. Rồi, ăn ghê, ăn mùi tạt ghê lắm. Cái gì? Cái này chấm hải sản đúng không? Tao không ăn được. Tay đang quay rồi, không ăn được. Cho anh cái miếng bạch tuộc đi. Cảm nhận thế nào vậy anh? Thơm ngon bùi. Anh em hư bị cháy. Cái thằng em nó lừa cái này, thằng em nó lừa cái cháy ra. Ghê nhờ. Chấm gì không được? Ôi giời, cảm nhận thế nào anh? Ui. Sao anh cứ lắc đầu á? Dài. Đây đây thì gì đấy nhỉ? Lợn à? Lợn đúng không? Vâng. Đây là bò, đây là lợn. Có miếng bò mà. Nhìn bên ngay. Ôi dâu hả? Tôi cần dâu. Dâu đâu hả? Dâu gì? Bạch tuộc hả? Thế là dâu đây. Ô. Đây. Không phải dâu bạch tuộc. Đấy. Mỡ này. Không ăn được mỡ. Được, bà nhá.
hàng salad này em. Salad. Cái gì ăn? Salad. Cứ ăn đi. Trộn lên, trộn lên, trộn lên, trộn lên. Ăn lên trộn, ăn nhanh và ngày nay càng tốt. No mà. Đây là da, hết là da. Nước chua chua. Tôi mà sẽ chín lắm mày. Hôm làm quả vlog này ấy cái đã chín rồi. Đây cả hàu. Cái bơ mà ăn sôi á. Ờ. Gọi là gì nhỉ? Mayonnaise. Ngọt biết. Hải ăn hàu rồi, Hải ăn hàu đi rồi đấy, con này chín rồi này, húp đi, húp con hàu đi, mẹ đến mua húp luôn không phải cây gậy gì ạ, à? Chơi luôn. Ui giời, nó kiểu gì mùi. Mùi rồi, anh Hải mùi rồi. Mùi lắm rồi, mùi hào quá. Vợ ố bê, hạ hạ xuống theo vợ ố bê. Mày đi kìa, không có cháy hết từ giờ này. Dính quá, anh ạ. Tay nhau. Vớt tay đúng không? Đấy mới ngon. Hải thử chấm cái mù tạt đi Hải. Thử chấm cái mù tạt ăn đi. Rồi đi chơi bùng phát xem nào. Đây em thử cho. Hôm sang Hải này rồi mày ăn được là ăn gì, Hải không ăn được. Bình thường mà nhỉ. Sao đâu. Nhạt thế. Mày chấm nhiều vào. Đây chấm lại anh chấm nhiều. Đấy ngâm đi vào rồi. Pha đi. Được rồi, được chưa? Được. Được. Cái này nó chỉ cay thôi. Không có vị. Đây là pha. Còn tí nữa mà để luôn mẹ ăn có nó nghe pha rồi. Nó xanh. Ừ. Để nguyên một tạt không pha gì ạ. Ăn gọi là vãi ỏ. Nga lè. Nga nha. Ở đây là sau khoảng tiếng. Ăn mãi không hết rồi. Người ta đi về, mẹ này về rồi, chưa ăn hết rồi. Anh Hải bỏ điếu thuốc đi nhá. Bỏ đi không hút nhá. Mang đây, về vứt. Bơ vẩn. À, được cả. Úi dồi. Ăn vào một sụ tính quá. Thơm bùi không? Thơm không biết tổng tiền bao tiền à? Một phát này phải tầm 2 lít đấy. Anh Hải ơi. Anh em ạ, video mình kết thúc. Video anh em mình nhớ share và ủng hộ và ấn chuông bên cạnh. Chào tất cả mọi người nha. Em cứ bảo subscribe.